Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Gió Family. Hôm nay chúng mình cùng chơi trò đua xe tử thần nhé. Chúng mình sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách. Uầy, một lưỡi diều kìa, quá là nguy hiểm. Thử thách cực kỳ chông gai, phải cẩn thận nào, cẩn thận. Chúng ta bị tông trúng rồi. Chiếc xe đã bị hư hỏng khá là nặng. Ôi, lưỡi cưa kìa. Chúng ta phải vượt qua từng cái một. Ôi, chúng ta bị tông trúng rồi. Liệu chúng mình có vượt qua không nhỉ? Các bạn cùng cổ vũ cho mình nào. Oh yeah, qua cửa rồi. Đến cửa tiếp theo thôi. Trò chơi này khá là gay cấn. Có bạn nào chơi cùng mình không? Ôi, chướng ngại vật tiếp theo. Chúng ta phải khéo léo, nếu không sẽ tan tành luôn. Chặng đường càng ngày càng dài. Thôi, ô tô của chúng ta đã bị hỏng rồi. Phải chạy lại từ đầu thôi. Trong.